Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm được coi là cứu tinh của những người đau nhức xương khớp. Đây là sản phẩm được tìm kiếm rất nhiều hiện nay bởi lẽ bệnh xương khớp không chỉ là bệnh của người già mà mang tính trẻ hóa rất là cao. Xin giới thiệu sản phẩm Hoạt Huyết Phục Cốt Hoàn từ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu kỹ về sản phẩm này nhé. Trên tay mình bây giờ là nguyên bản của hộp sản phẩm Hoạt Huyết Phục Cốt Hoàn, có màu xanh rất là đẹp và có hình minh họa rất là rõ ràng dành cho những người đau nhức xương khớp. Nhưng trước khi chúng ta đập hộp để tìm hiểu kỹ về sản phẩm thì chúng ta hãy cùng lướt qua lịch sử hình thành của sản phẩm một chút đã nhé. Nói qua một chút về nguồn gốc và lịch sử của sản phẩm, vào năm 2014 thì đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học cổ truyền của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã thực hiện chuyến thực nghiệm dài ngày để tìm ra những vị thuốc quý có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp. Trải qua nhiều ngày tìm kiếm thì các chuyên gia đã khám phá ra loại chủ dược là hầu vĩ tóc có trong bài thuốc cổ truyền của người Dao cổ chuyên về các bệnh xương khớp. Thông qua nghiên cứu thì các bác sĩ của trung tâm đã nhận thấy trong hầu vĩ tóc có chứa đến 12 hoạt chất có khả năng kích thích các hoạt động tế bào nguyên bạo xương của con người. Vì vậy mà loại thảo dược này không chỉ giúp hình thành và tái tạo xương sụn mà còn ức chế quá trình hủy hoại xương, rất tốt cho những bệnh nhân xương khớp. Sau quá trình thực nghiệm kết thúc thì các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã bắt tay ngay vào việc bào chế sản phẩm Hoạt Huyết Phục Cốt Hoàn thế hệ mới với sự kết hợp và điều chỉnh gia giảm hầu vĩ tóc cùng các loại thảo dược thiên nhiên khác. Theo đó thì các loại thảo dược thiên nhiên được sử dụng bao gồm na rừng, hy thiêm, hối hạc, phòng phong, hoàng cầm. Cảm quan của mình về sản phẩm là sản phẩm được đóng trong một bao bì rất là chắc chắn này, có tem mác rất là rõ ràng. Ở đây thì có ghi rất là chi tiết về công dụng này, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản như thế nào, cũng như là thành phần có gì và ngày sản xuất, hạn sử dụng rất là rõ ràng và chi tiết. Mình cảm quan thì rất là tốt. Ở đây thì chúng ta có thể đọc một chút về công dụng thì hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau dây thần kinh tọa, hỗ trợ bổ sung chất nhầy dịch khớp, giúp khớp vận động linh hoạt và tái tạo sụn khớp. Đối tượng sử dụng, đây là sản phẩm dành cho những người bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống cổ, cột sống thắt lưng, khớp gối, khớp háng, khớp vai, viêm quanh khớp, viêm khớp, là dành cho những người bị đau thắt lưng, đầu gối đau nhức, mỏi, tê buồn chân tay, đau thần kinh tọa. Về hạn sử dụng của sản phẩm thì ở đây được viết là 36 tháng kể từ ngày sản xuất và có số ngày sản xuất được ghi rất rõ ràng trên bao bì. Ngay bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau mở hộp sản phẩm ra xem bên trong có gì nhé. Thì bên trong tem mác niêm phong rất rõ ràng, cả hộp và ở trong lọ đều có tem mác riêng. Bên trong thì là thiết kế một lọ thủy tinh, nắp vặn rất là tiện lợi. Chúng ta cùng mở ra xem sản phẩm nhé. Thì đây, bên trong có một lớp bạc để đảm bảo chất lượng. Chúng ta chọc mở lớp bạc này ra nhé. Bên trong có những gói hút ẩm rất là cẩn thận. Đây, sản phẩm của chúng ta là những hạt tròn bé màu đen. Đây, mình đổ ra cho các bạn xem một chút nhé. Cách dùng của sản phẩm này được hướng dẫn như sau. Nên uống sau khi ăn 20 phút, người lớn uống từ 12 đến 14 viên, chia làm 2 lần. Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi thì uống theo chỉ định của bác sĩ, thầy thuốc. Ngoài việc sử dụng sản phẩm này mỗi ngày với liều lượng bác sĩ đã thông báo, thì người bệnh cần dùng ít nhất từ 2 đến 3 tháng cho liệu trình hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp. Với bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng thì có thể là cần từ 4 đến 5 tháng, tùy vào sự phản ứng của cơ thể với các thành phần của sản phẩm. Trong những tháng đầu tiên dùng thì người bệnh sẽ có thể là không cảm nhận được sự chuyển biến của bệnh, nhưng từ tháng thứ 2 trở đi thì sẽ có cảm nhận rõ rệt hơn, các triệu chứng đau nhức này, đau mỏi vai gáy sẽ giảm dần, sụn khớp vì thế mà linh hoạt hơn và dẻo dai hơn. Giá bán niêm yết của mỗi hộp là 750.000 Việt Nam đồng, một hộp sẽ dùng được khoảng 15 ngày, mỗi liệu trình sử dụng thì thường diễn ra từ 2 đến 3 tháng và thông thường nếu đến đúng Trung tâm Thuốc Dân tộc thì người bệnh sẽ được tư vấn về cách sử dụng cụ thể. Một liệu trình sử dụng Hoạt Huyết Phục Cốt Hoàn thì có chi phí khoảng 2 triệu 1 đến 2 triệu rưỡi.
Hoạt huyết phục cốt hoàn là sản phẩm độc quyền của công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc. Mọi nhu cầu mua sản phẩm này hoặc muốn thăm khám và điều trị đau nhức xương khớp, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 024-7109-6699 để được tư vấn miễn phí hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Trung tâm Thuốc Dân Tộc tại biệt thự B31 ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội. Với đội ngũ bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực y học cổ truyền, cùng viên uống tiện lợi hoạt huyết phục cốt hoàn 100% thảo dược tự nhiên, sẵn sàng điều trị bệnh lý đau mỏi xương khớp ở mọi lứa tuổi.